Mỗi lần nó đau là nó ra máu hả? Dạ. Con cảm thấy trong người của con như thế nào? Đau đầu. Đau đầu hả? Đau nhiều không con? Nhiều. Hôm nay gà sẽ đưa cả nhà mình tiếp tục đi lên trên núi quê hương tỉnh Ninh Thuận của gà nha. Ở đây có một cái con đường mòn thì gà đi bộ ở đây cả nhà. Mình đi xe vô được luôn nhưng mà ở ngoài kia sình quá. Mình đi vô nó lúng cái xe nên mình đi không được, mình phải đi bộ. Mình chịu khó mình đi bộ lên núi cả nhà. Hôm nay gà muốn chia sẻ đến cả nhà mình một cái hoàn cảnh cũng rất là đáng thương. Được gia đình xuống ngay chỗ mà gà thường thường phát quà cho những người đồng bào nghèo miền núi, và gia đình đã liên hệ với gà qua cái số điện thoại cầu cứu gà là con của một chị là hiện tại bị bệnh rất là nặng cả nhà, nên là gia đình xuống để cầu cứu liên hệ với gà. Thì gà mời cả nhà mình hãy cùng gà đi lên trên núi nha. Gà chào cả nhà mình luôn nha, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe ngày mới nha. Bây giờ mình tiếp tục đi lên trên núi nha cả nhà. Ở đây thì gà thấy là người đồng bào họ trồng những cái cây bắp lên rất là nhiều. Bắp người ta trồng ở đây nè. Cả nhà mình coi ở bên đây. Ở đây thì có nước, đất ở đây có nước tại vì lý do là do là công ty người ta hỗ trợ cho những người dân để người dân là trồng lên những cái cây bắp, cây mía và cây thuốc lá. Mà ai có đất thì công ty mới hỗ trợ nha cả nhà. Thì khi mà công ty họ hỗ trợ lên cho người dân thì người dân trồng và bán lại cho công ty. Công ty sẽ thu hoạch luôn cái số lượng bắp hoặc là mía nè, hoặc là cây thuốc lá nè. Nhưng mà làm những cái công việc như thế này cũng rất là cực cả nhà. Mình phải đi theo nước rồi mình phải trồng cái này trồng cái kia, chăm sóc cho nó. Nhưng mà thường thường là những người đồng bào họ làm rất là vất vả, nhưng mà khi mà họ thu hoạch ra họ bán không được bao nhiêu hết trơn á. Gà được rất nhiều người đồng bào chia sẻ. Cái con đường ở đây cũng rất là đẹp nè. Ở đây là mình đi tới đây là tới núi luôn nha cả nhà. Đây là nó nằm một cái thung lũng núi á, nằm trong một cái thung lũng núi đất bằng. Thì người dân họ khai thác ra để cho cái đất nó bằng để họ trồng cây á. Chứ thực tế ra là ở đây nó là núi luôn. Lúc trước á, thì cách đây khoảng 10 năm đổ ngược về á, thì nó là một cái rừng hoang sơ núi cả nhà. Bây giờ ở đất nước Việt Nam của mình thì gà đa thấy là đa số là ở đâu cũng có người ở hết rồi. Ở trên núi cũng có người ở, núi cao cũng có người ở. Người đồng bào họ trồng bắp ở trên núi cao rất là nhiều. Thì có nhiều cô chú hỏi là cái thắc mắc á, là tại sao người đồng bào họ không trồng cây, trồng bắp đồ á, hay là trồng trái cây đồ bên dưới núi mà lại trồng lên trên đỉnh núi. Hôm nay gà chia sẻ đến cả nhà mình luôn nha. Tại vì á, có những vùng núi nó không có nước nên là người dân họ không trồng được ở bên dưới nha cả nhà. Họ trồng ở trên núi cao là tại vì ở trên núi cao nó có sương mù, ở trên đó khí hậu á, là nó lúc nào nó cũng ẩm ướt hết á, nên là mình trồng cây ở trên đó nó ra trái quanh năm nó tốt. Nhưng đổi lại là cái đoạn đường nó đi lên trên núi nó rất là cực, nước quá trời đã luôn cả nhà ơi. Và đã quá, mát quá. Nước này mà vào cái tháng mà khô hạn là cũng rất là hiếm luôn. Gà không biết làm sao mà người ta lại xả nước ra ngoài đường như thế này. Rất là tuyệt vời. Nước ở đây mát quá. Mỗi ngày như vậy thì gà muốn đi lên trên núi để hỗ trợ và giúp đỡ cho những người ở miền núi cả nhà. Mình đi thì mình mới cảm thấy trong lòng mình nó vui lắm, chứ ở nhà nó buồn lắm. Buồn trong người mà còn buồn cái chân nữa chứ. Tại vì chân gà đang thang mà. Không đi không chịu được á. Có bệnh cũng phải đi nữa. Mình thấy là mình đã đói rồi mà mình gặp nhiều người còn đói hơn nữa. Nhiều lúc họ bệnh tật đồ á, cơm đồ không có ăn cả nhà, thương lắm. Nếu như mà cô chú anh chị muốn mình về ở quê đồ, quê hương của gà nè, mình đi thăm những cái hoàn cảnh mình cảm nhận được thực tế, thì cô chú hãy liên hệ với gà nha. Ở trên cái màn ảnh nhỏ của gà có số điện thoại của gà, số 0348721921. Về đây thì mình mới cảm nhận được là cái cuộc sống của họ nó khó khăn như thế nào cả nhà. Ở đây là nó nắng nóng ghê luôn á.
Vô đây là ở trong này là nó không có nước nữa, không còn nước nữa. Nước chỉ nằm bên bên cái hướng mà nãy mình đi thôi. Bây giờ mình qua cái gập núi này là không còn nước nữa nha cả nhà. Ở đây là khô hạn rồi. Đất ở đây họ cày lên cả nhà, họ cày lên mà họ để cứng luôn nè. Chắc là không có hạt giống để trồng, với lại ở đây là không có nước. Và thấy khi mà mình bước lên tới đây mình thấy nó khô hạn quá, nó cứng. Còn vô đến trong ngôi nhà rồi thì ở trong đó có chỉ con á cả nhà. Thì xin phép cả nhà đeo khẩu trang nha. Tại vì bây giờ bệnh tật rất là nhiều cả nhà, bệnh cảm cúm rồi bệnh lao bệnh đồ. Nói chung là đủ thứ loại hết. Thì mình đi rất là nhiều hoàn cảnh, mình muốn bảo vệ cho bản thân của mình á. Như bữa giờ gà ho quá trời ho luôn, mà uống thuốc nó không có bớt không. Ở chỗ đây có mấy cái cây, cây lựu ra trái quá trời nè cả nhà. Ra trái. Cái này nó không có nước mà nó ra trái nha. Đây là cái ngôi nhà thân thương của họ nè. Nó lủng một cái lỗ ở chỗ kia rồi. Chắc là không có tấm tôn để che lại. Ở trên núi này cái cuộc sống của họ sống đó, nó khổ cực lắm cả nhà. Em chào chị nha. Chị cho em đeo cái mic chút xíu nha để nói chuyện cho nó rõ nha. Chị ơi, chị cho em hỏi là chị tên gì vậy chị? Chị tên là Bo Thị Sim. Bo Thị Sim. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị 34 tuổi. 34 tuổi hả? Là chị có hai bé đây hả? Dạ. Hai đứa con. Và chồng của chị đâu chị? Chồng chị đi làm. Đi làm rồi. Ủa chồng chị làm mấy công việc gì vậy chị? Làm giống như người ta biểu làm giặt hàng, rồi người ta mướn đi đào đào cái mương hoặc là đi chặt mía. Đi chặt mía. Là sáng là mình đi xuống dưới làng bên dưới là mình xin là được giúp đỡ phải không chị? Là con của chị bị như thế nào mà chị xuống đó mình xin được giúp đỡ chị? Con chị đi nhập viện, lúc đầu thì bị sốt. Sốt rồi bác sĩ nói là sốt lên màng não. Bác sĩ thấy xét nghiệm 2-3 lần rồi không có ra, là xét nghiệm bác sĩ xét nghiệm tụy mới biết bệnh án là bị viêm màng não. Nên giờ chị thì thấy con chị còn đau vậy, chị mới cần những anh em nào hỗ trợ cho chị để có một phần để chị đem con chị đi xuống thành phố. Bây giờ chị không có gì nên chị phải cầu cho những người hảo tâm để cho chị đem con chị đi chữa bệnh. Là hôm bữa giờ là em cũng có chia sẻ những cái phần quà cho những người khó khăn ở miền núi mình á, là chị cũng có lãnh quà đúng không? Mình muốn đưa con của mình đi thành phố ở đâu chị? Đi Nhi Đồng. Đi Sài Gòn đúng không? Là ở thành phố của mình là không có chữa được. Chị cho bé xuống dưới bệnh viện tỉnh của mình là bao lâu? Được 1 tháng. 1 tháng là nằm bệnh viện ở 1 tháng. Nhưng mà bác sĩ kết luận là bị viêm màng não. Bị viêm màng não. Là ở dưới mình là bác sĩ không có chữa được. Là muốn là khuyên gia đình của mình là đưa bé vô trong Sài Gòn. Nhưng mà gia đình rất là khó khăn. Không có tiền để đưa bé đi. Là chị sống ở trên núi đây là chị làm mấy công việc gì? Chị bữa nay chị đẻ rồi, chị lấy bò 4 con đó, là chị vừa coi bò đó vừa trông cu này. Mà cu này cũng bệnh nữa. Nó bị viêm phổi. Là chị có 4 con bò. 4 con bò là chị lấy bò người ta, là chị lấy chăn ăn tiền á. Mình chăn theo năm á hả? Theo năm. Như 1 năm thì mình được bao nhiêu tiền chị? 1 năm là được 1 triệu một con. 1 con, 4 con là 4 triệu. 4 con là 4 triệu. Dạ. Như ví dụ như bò bệnh thuốc men đồ này kia là mình chịu hay người ta chịu? Thường thường gà thấy là đa số là người đồng bào họ toàn là đi làm mướn rồi đi chăn bò mướn cho người ta cả nhà, rồi chăn dê nữa, như là chăn rẻ rồi chia đôi cũng có, mà chăn theo tháng là chăn theo năm nữa cả nhà. Nhưng mà ở đây mình toàn là chăn theo năm không đúng không chị? Chăn theo năm không à? 1 năm mà 4 con mà chỉ được có 4 triệu thôi. 4 triệu. Cũng rất là khó khăn cả nhà. 4 con bò mà mình nuôi 1 năm đâu phải là chuyện dễ đâu.
qua đi cắt cỏ các đồ cho nó ăn. Cho ăn. Rồi dắt nó. Mà em thấy ở trên núi này là toàn là đất khô hạn không cỏ đâu mà cho bò ăn. Thì bữa nay thì đi lượm lá mía. Mùa mưa mới có cỏ, còn mùa khô này đi đi lượm lá mía. Lượm lá mía cho nó ăn không à? Ừ. Có khi chủ có thì chủ mua rơm dài cục về cho bò ăn. Nếu mà chủ biết á, nếu chủ không biết là mình tự đi kiếm mình ăn tiền họ ra. Đây là người ta thương mình, người ta cho bò mình ăn rơm. Còn không là mình tự đi lượm lá mía cho nó ăn. Hèn chi con nào cũng nấy gà thấy nó lòi xương nó ấm nhôm nhất rồi cả nhà. Bò trên này ấm nhôm nhất rồi. Rồi có khi là chủ lên đây rồi cho gạo rồi mình cho ăn. Có lâu lâu bà ra thăm là cho cá, cho mì tôm, gạo. Lâu lâu thôi đúng không? Là chồng của chị là công việc đó đều đều hay là không. Bữa có bữa không? Bữa có bữa không, đi chặt mía mới đều. Thế mà là không có chặt mía nữa là người ta kêu là mình chặt mía nó tuần mới có tiền, còn đây chặt đi làm ngày hai ngày đó ăn thêm. Đi chặt mía là một ngày được bao nhiêu tiền chị? Tùy theo tùy sức mình nè. Nếu mà mình có sức mạnh thì được 200, 250. Yếu thì thôi là theo ăn bó, một bó 1,500, 1,600. Có sức mạnh thì mới được có 200, 250 thôi. Chị có đi chặt mía không? Lúc trước thì đi, bây giờ không đi nữa. À, có con nhỏ là không có đi nữa. Có con nhỏ rồi, ở nhà không có gì, cũng ăn mắm, ăn đồ, gì bậy bạ. Con mình chọn đi rồi con bệnh là bữa nay chọn hai đứa nè. Rồi hai vợ chồng mình là có nhà ở dưới làng không chị? Ở chung với bà già. Ở chung với mẹ, là mẹ mình có chứ mình không có. Mẹ có, còn chị thì chưa có. Nhà chị đông người không? Đông, 5 người lận. 5 người? Ba gái, hai trai. Là ở chung với mẹ hết luôn? Ở chung, ba chị đi làm rồi, còn có hai chị em gái à. Còn trai thì không tính, bên này là con trai thì đi ở nhà vợ. Con trai ở vợ. Là hiện tại bây giờ là chị đang ở với mẹ. Ở với mẹ. Rồi sao mình không ở dưới làng luôn mà mình lên trên núi này mình ở với chị? Ở dưới làng thì nóng nực quá. Nóng thì, quá hả? Nóng quá. Thì chật chội á, thì đứa em đó về rồi. Rồi chị thì đi lên rẫy. Khi ngày thứ bảy mới đón bé này, nếu mà bé này đi học là thứ bảy mới đón lên rẫy. Rồi thứ hai tới thứ sáu là gửi cho bà mẹ. Mẹ nuôi. Là mình là thì ở trên rẫy thôi. Ở trên rừng như thế này thôi. Như ví dụ như chị mà ở dưới làng là chị có ai muốn mình mà làm cái công việc gì không? Không. Đi mùa này mới có bắp nhân giống, mấy bữa là không. Đi chọt bắp cho người ta. Đi bẻ. Đi bẻ bắp nhân giống. Mà bây giờ này chưa khô đâu, bắp bây giờ mới. Mình bẻ bắp được nhiều tiền không chị? Một ngày cứ 150 à. Là người ta tính ngày đó hả? Tính ngày. Một ngày 150,000 không phải là chuyện dễ đâu cả nhà. Mình phải bẻ liên tục đứng ngoài nắng ngoài mưa mình bẻ. Rất là cực hả chị ha. Là người ta có bao ăn không hay là người ta không, chỉ tự mình ăn, mình nấu cơm đem theo. Dạ, mình nấu cơm đem theo. Một ngày 150, cả nhà thấy được không cả nhà? Cơm mình tự ăn. Nên mình tự đi bẻ. Sáng 7 giờ một ngày mình bẻ 8 tiếng đúng không? 8 tiếng. Nhưng mà có lúc có người kêu, có lúc không. Con gái tới đây con gái. Ngày con của chị đó hả? Bé nó bị bệnh hả? Con nó bị bệnh. Con tới đây con, tới đây con. Mày ngon cho nè. Mày ngon được cái dâu. Hình như là gà nghĩ là bé này bị bệnh giống như là cái bé mà chết đi sống lại 7 lần ở cả nhà. Thì gà có hỗ trợ cho bé mà chết đi sống lại 7 lần là đi vào bệnh viện Nhi Đồng 2 ở Sài Gòn. Thì ở quê của gà thì lúc trước là gia đình có chia sẻ là ở quê của gà là không có chữa được, chuyển ra bệnh viện ở ngoài Nha Trang. Ở Nha Trang cũng không chữa được luôn, ở ngoài đó là 6 tháng đó. Nha Trang 6 tháng, ở quê của gà Ninh Thuận là 6 tháng là không chữa được. Nhưng mà vào trong bệnh viện Nhi Đồng á, chết rồi. Gia đình có nghĩ là chết rồi, là chuẩn bị mua hòm về để bỏ bé vô trong hòm rồi đó cả nhà. Nhưng mà có duyên với gà thì may mắn, thật sự rất là may mắn được tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân yêu mến và đưa bé vô trong bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì chữa được bệnh cho bé là bé nằm trong đó 1 tháng. Là bác sĩ ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 là chữa cho bé hết bệnh luôn. Rồi quay trở về thì bé này cũng có thể là một cái căn bệnh giống như cái bé kia á cả nhà. Con tới đây con ngồi con. Con tới đây. Con ngồi đây nè. Con ngồi xuống đi. Chị cho em xin cái mic nha. Con ngồi quay qua đây con. Con ngồi qua đây nè. Quay qua cô chú nè. Đó.
Con cho chú hỏi là con tên gì? Con tên Bo Thị Thùy Trinh. À, Bo Thị Thùy Trinh hả? Dạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Con 10 tuổi hả? Dạ. Con cảm thấy trong người của con như thế nào? Đau đầu. Đau đầu hả? Đau nhiều không con? Nhiều. Nhiều lắm hả? Đau dữ dội lắm hả? Dạ. Ừ. Bây giờ, hiện tại bây giờ là con có đau không? Đau. Ừ. Có con chú nghe là mẹ con chia sẻ là nói là con có bị chảy máu nữa đúng không? Dạ. Con chảy máu ở đâu? Ở mũi. Ở mũi hả? Là mỗi lần nó đau là nó ra máu hả? Dạ. Ừ. Con ăn uống được không? Được. Ừ. Nhìn bé cứ đờ đờ sao á cả nhà. Đau đầu quá đờ đờ sao á. Thường thường là con hay đau đầu là lúc nào? Buổi chiều. Buổi chiều hả? Là cứ buổi chiều là con sẽ đau đầu. Buổi sáng nữa. Buổi sáng nữa hả? Hả? Đau chỗ nào con chỉ cho chú coi, đau chỗ nào? Đau trên cái đầu mình luôn. Ừ. Mỗi lần đau đầu thì con phải làm sao? Uống thuốc. Uống thuốc là nó hết hả? Ừ. Là hôm bữa là đi bác sĩ là bác sĩ cho uống thuốc đau đầu không hả chị? Uống thuốc giảm đau. Uống thuốc giảm đau thôi đó hả? Có tiêm kháng sinh nhưng mà uống thuốc là uống thuốc giảm đau. Dạ. Cho một viên, trừ khi mà đau quá mới cho uống. Chứ cái đó là bác sĩ nói là nó ảnh hưởng não lắm. Dạ. Nếu mà nhắm được thì nhịn xíu. Dạ. Nếu mà đau quá mới cho uống. Ừ. Như thường thường mà bé đau quá là bé có biểu hiện như nào chị? Khóc. Khóc la dữ lắm hả? Ừ. Ừ. Bây giờ con có ước muốn như thế nào, con có thể nhìn cái vào màn ảnh của chú, con nói với lại cô chú ở trong đó đi. Con có ước muốn như thế nào? Con nói đi, con đừng có sợ. Con cầu cho mọi người cho con tiền đi khám bệnh. Ừ, đi chữa bệnh cho con đúng không? Dạ. Ừ. Nhìn bé rất là ốm cả nhà, tay chân cũng ốm nhom nhách. Ở trên đây đó thì ăn uống thì thiếu thốn, mấy đứa nhỏ cả nhà rất là thương luôn. Nhiều đứa gà thấy á, gà có chia sẻ đến cả nhà mình á, đi ngoài nắng không à, đi theo cha theo mẹ, đi làm bắp nè, làm mía nè, rồi đi ở trên núi trên đồ, đi quơ củi quơ đồ để bán cho người ta, rồi tới giờ mà ăn đồ á, đâu có cơm ăn đâu cả nhà. Có gia đình thì có cơm ăn, có gia đình thì không có cơm ăn, rồi lấy bắp lấy đồ nướng á, ăn rồi mặt mày rồi nó dính lọ dính đồ, nhìn thấy thương lắm. Con ăn cơm chưa? Dạ rồi. Ăn cơm rồi hả? Ừ. Hôm nay con ăn cơm với lại cái gì? Con có thích ăn cái gì không? Thích. Con thích ăn cái gì chú mua cho con ăn? Ừ. Con nói con đừng có sợ, đừng có ngại gì hết á. Ăn cơm. Ăn cơm với lại cái gì? Ăn canh. Ừ, cơm với ăn canh hả? Dạ. Ở nhà có thịt heo đồ ăn không? Có. Ừ. Thường cháu nó quá cả nhà. Bây giờ bữa chú giúp đỡ cho con để con đi chữa bệnh nha. Ừ. Cái căn bệnh này nó cũng rất là nguy hiểm, giống như cái bé kia vậy á. Nếu như mà virus đó, nó xâm nhập lên trên não nặng quá là rất là khó chữa cả nhà. Ừ. Rồi chị, gia đình của mình sống trong cái ngôi nhà trong đó hả? Dạ. Ừ. Mình đi vô nhà chút xíu đi chị đi. Đi vô đi con. Cả nhà, mời cả nhà mình đi vô trong cái ngôi nhà thân thương của gia đình nha. Ở trong đây nè cả nhà. Là mình ở trên đây. Dạ. Rồi chồng chị lên đi làm mấy giờ về? 5 giờ mới về. 5 giờ mới về. Sống trong cái ngôi nhà đây thì hiện tại ở đây thì thấy nó vẫn còn nóng nha. Có một cái cây bự ở ngoài kia nó che cái mái nhà lại rồi, nhưng mà mình vô trong cái ngôi nhà bằng tôn, tất cả đều là bằng thiết tôn hết nên nó rất là nóng luôn cả nhà. Người đồng bào họ giữ trữ bắp ở đây là để họ ăn nè. Đó cả nhà thấy chưa? Một là làm giống, hai là ăn. Nếu như mà không có cơm gạo thì họ sẽ ăn luôn cái bắp này nè. Rồi họ để cái bếp ở trên đây. Ở đây là treo quần áo nè cả nhà. Quần áo là treo ở đây nè. Bé ngủ rồi hả chị? Ngủ rồi. Rồi mình ở trên đây là có khi nào là mình ngủ ở đây luôn không, hay là mình buổi ban ngày mình ở đây rồi ban đêm mình chạy về làng? Có khi không có gì ăn là chạy đi mua canh lên đây ăn.
Có nghĩa là mình ở trên đây rồi khi nào mà hết gạo hết đồ là mình mới chạy về làng. Dạ. Cũng thỉnh thoảng cũng đi mua đóng bé này đi lên rẫy. Là bé là từ thứ hai cho tới thứ sáu là ở dưới làng để đi học. Có khi học một buổi là cũng trưa cũng đóng lên. Là trở lên đây. Ở nhà sợ không có ví dụ bà nội đi đâu đó là sợ không có ai ở nhà là phải đóng lên rẫy. Dạ. Sợ nó đi lung tung. Thương quá cả nhà. Mấy đứa nhỏ ở đây nhìn thấy thương. Giờ đây nghỉ học một tháng rồi nè. Cô mới điện thi giữa học kỳ 1, nói cô đau đầu quá cô. Cho Trinh nghỉ thêm đi cô. Đau đầu quá. Này là bắt đầu thi nè. Cháu được có sữa đồ uống không chị? Cháu này bé này nè. Không. Không có sữa uống luôn. Ăn uống thiếu thốn mà bệnh tật không có sữa uống nữa cả nhà. Nhà mình còn gạo không chị? Ủa hết gạo rồi hả? Ừ, đó mẹ ép nó phát nghe bữa đó. À, cái xô đây thì hết gạo rồi. Nhưng mà hôm bữa thì gà có chia sẻ cho những người đồng bào ở trên núi là có những cái phần gạo như thế này nha cả nhà. Một bao gạo 10kg với lại cũng có đồ này kia nữa. Mỗi lần mà gà lên trên núi này á, gà đi chia sẻ những cái phần quà của tất cả cô chú anh chị mình thường quân á, mà mình nhìn thấy họ đến đây để họ nhận những cái phần quà họ vui lắm cả nhà. Vui lắm. Biết bao lâu thì họ mới được cô chú Mạnh Thường Quân là ủng hộ đến nhận quà. Rồi mình ở đây rồi vào cái tháng mưa đồ nước nó có tạt vô nhà mình hay là chảy không chị? Không. Không hả? Em thấy ở đây lỏng lẻo ráo rồi ban đêm đồ mình sử dụng điện đồ như thế nào? Không, điện là sạc đi sạc pin. Đi sạc pin. Chói ở trên này. Dạ. Chói cho nó sáng cho ông cu nhiều ngủ. Ở dưới đây cũng nguy hiểm lắm, sợ rắn nó có bò vô trong nhà nữa. Tháng mưa á, tháng mưa mà cái con rắn á, cả nhà theo gà được biết á, là ở đây á, tháng nắng thì mình ít thấy lắm, nhưng mà tháng mưa á, là trời mưa lạnh á, rồi ở trong cái ngôi nhà nó ấm áp á, rồi người đồng bào thường thường là họ lạnh quá, họ sẽ đốt lửa lên, thì những cái con rắn á, nó sẽ chui vô, nó sống chung với lại người luôn á nhà. Có những cái hoàn cảnh mà ở trên núi, trên đồ, trong những cái chòi đồ gà thấy á, là họ chia sẻ á, là con rắn nó sẽ bò và nó quấn vô những cái cây như thế này nè cả nhà, nó quấn vô xong rồi nó nằm nó ngủ. Nhiều khi người ta đi vô á, người ta không có để ý á, rồi mình con rắn nó thò cái đầu xuống nó mổ cả nhà. Nhưng mà trên núi này mà bị rắn cắn thì mình chạy đâu có kịp đâu, nó rất là nguy hiểm luôn. Con có đói bụng không? Không đói bụng hả? Đó là thương. Mình đi ra ngoài để chị đi ra ngoài cho sáng đi. Khi mà đến đây thì gà thấy hoàn cảnh của người đồng bào ở đâu cũng khó khăn hết. Mình rất là thương luôn. Bé này rất là ngoan nè. Ráng nghi. Bé này học sinh giỏi không à? Học sinh giỏi không á hả? Cô mới muốn đi học cho nó đều sợ tiếp thu không có kịp sẵn bè á. Dạ. Thấy bệnh quá thì cô nói ráng kiếm là đi một chuyến, sợ nó học sau này nó học không nổi á. Là bé hồi đó giờ là bé học sinh giỏi không hả chị? Ở đây mà người đồng bào học sinh giỏi là cũng rất là hiếm đó cả nhà. Gà thấy có những bé không có muốn đi học không? Không có muốn đi học thì cô giáo là năn nỉ đi đi học. Thì cũng có những bé là tâm sự, gà có hỏi nè, là con có muốn đi học không? Bé nói thì con cũng muốn đi học, nhưng mà con á, là con đi học sau này là con không biết làm gì. Ở trên núi này con không có biết làm gì. Rồi có những bé là hỏi là con có ước mơ để làm gì? Con ước mơ lớn lên được lái xe máy cày cả nhà. Thì những cái câu hỏi của mình á, mình hỏi thì những cậu bé nói chuyện ra mình cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà gà thấy ở trên đây họ quá là khó khăn luôn, ở trên núi như thế này nè. Hôm nay gà lên trên đây là gà cũng có một cái món quà để gửi tặng cho những người miền núi ở trên đây. Cả nhà đợi gà một chút xíu nha. Ngày 25 tháng 2 năm 2023,
là có một chú tên là Nguyễn Khắc Sơn gửi cho gà là 4 triệu đồng. Thì chú nói là gà muốn chia sẻ cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng được. Đó là tùy ý của mình á, mình cảm thấy là họ thật sự khó khăn thì mình giúp đỡ cho họ. Cái con ve đâu mà nó kêu dữ vậy chị ha? Bữa nay mùa hè đó. Mùa hè đó nó kêu. Mùa hè con ve nó kêu. Còn hôm nay là con xin phép là chú Nguyễn Khắc Sơn lấy cái số tiền quỹ của chú là 4 triệu đồng để giúp đỡ cho gia đình, để gia đình có tiền trang trải cho cuộc sống. Đây chị ơi, em gửi cho chị là 4 triệu nha. Để chị có tiền nha. Như ví dụ như là đưa bé đi Sài Gòn thì ai là người sẽ đưa bé đi? Nhờ anh. Nhờ anh. Nhờ đưa anh đem đi. Anh của chị đem đi. Tại sao chị với lại hoặc là chồng của chị không đi mà lại để anh? Đi không có biết đường đâu. Không có biết đường đi. Thấy đường trên đường dưới không có biết đường đâu, biết chữ nhưng mà không biết đường đâu. Mình chỉ biết đường rừng thôi hả? Biết từ đây lên rẫy không à, còn thành phố không có biết đâu. Dạ. Hôm bữa đem bé này đi khám bên Phan Rang á, đi lộn đường lung tung à. Đi qua bên này, đi xuống Ngô Gia Tự, đi qua cái chợ Phan Rang, không biết đường, mò mới tới Ngã Nam. Dạ. Bé này mới cười, mẹ sao mẹ không biết đường về vậy? Ở đây trên tay của gà là 4 triệu đồng cả nhà. Thì mỗi tờ như vậy là 500 ngàn đồng nha. Gà không có tiền lẻ thì mong cả nhà thông cảm nha. Gà sẽ đếm cho tất cả cô chú anh chị cùng nhìn thấy nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. 8 tờ 500 ngàn nha cả nhà. Là 4 triệu. Cầm đi con gái, con cầm tiền đi. Con cảm ơn các cô chú. Ông bà hãy tặng tiền cho con. Tặng tiền cho con để làm gì? Cho con chữa bệnh. Con giỏi lắm. Con cầm tiền nè. Con biết cái này là bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? 4 triệu. Nhưng mà một tờ như vậy là bao nhiêu tiền? 500. Giỏi ha. Hồi nãy nghe gà nói nhưng mà tiếp thu rất là nhanh đó nha. Rất là giỏi luôn. Này con cầm cái tiền này con đưa cho mẹ nha. Để cho mẹ có tiền là trang trải cho cuộc sống nha, lo cho con ha. Nếu như mà lần sau mà chú có cơ hội, có duyên thì đến đây để thăm gia đình của mình đó nha. Con phải ráng ăn cho nhiều vô để có sức khỏe nha. Giờ nghĩ là chắc là cái số tiền đây nó không có đủ để đưa bé đi vô trong Sài Gòn đâu quá nha. Tại vì mình đi vô đó thì cái tiền xe, tiền đồ nó cũng không có đủ để mình đi vô đó. Như bây giờ thì em hỗ trợ cho chị một ít tiền thì chị khi nào là chị đưa bé đi? Tối chủ nhật đi. Tối chủ nhật là đưa đến đi. Sáng thứ hai là khám. Sáng thứ hai là khám. Là giấy tờ của bé là đầy đủ đúng không chị? Thì chị đợi em một tí xíu nha. Cả nhà đợi gà một chút xíu nha. Ngày 14 tháng 2 năm 2023 là có cô Lon đó nha. Cô Lon đã gửi cho gà là 5 triệu đồng. Thì cái số tiền 4 triệu này á, thì gà nghĩ là mình đi đường nè, đi xe nè, ăn uống nè, rồi trong mình vô trong bệnh viện nè. Rồi tại vì mình đi vô trong Sài Gòn nó rất là nhiều tiền, nó rất là nhiều chi phí. Gà muốn hỗ trợ cho gia đình thêm một chút xíu nữa để cho gia đình có cái số tiền là đưa bé đi vô Sài Gòn gấp đó nha. Tại vì mình cứu người giống như cứu họ vậy á. Là bé cũng ước mơ là có tiền để đi vô trong Sài Gòn để chữa bệnh đó cả nhà. Giờ xin phép là cô Lon, con xin phép cô là lấy cái số tiền của cô là gửi tặng cho gia đình để gia đình có tiền để đi chữa bệnh đó cả nhà. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ở đây là chú có 5 triệu nữa là chú gửi cho con với lại mẹ của con nha. Để con có tiền là con đi vô Sài Gòn con chữa bệnh cho con. Rồi con về con học cho giỏi nha. Con học giỏi thì chú sẽ tặng quà cho con nữa nha. Này chú gửi cho con nè.
Cái này không phải là của chú đâu. Con cảm ơn cô Loan đi. Con cảm ơn cô Loan. Cảm ơn cô Loan đã tặng tiền cho con. Cảm ơn cô Loan đã hỗ trợ cho con. Rất là giỏi luôn. Con ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Và cũng xin thay mặt gia đình là cảm ơn chú Nguyễn Khắc Sơn và cô Loan. Chú Nguyễn Khắc Sơn đã hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình là 4 triệu. Cô Loan là hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình là 5 triệu. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Chúc cho cô chú thật là nhiều sức khỏe. Chị có muốn nói với lại nói điều gì với lại Mạnh Thường Quân không chị? Cảm ơn các cô chú, cô Nguyễn, chú Nguyễn Khắc Sơn và cô Loan đã hỗ trợ cho con em. Giờ em rất cảm ơn cô chú đã hỗ trợ cho con em được đi chữa bệnh. Cảm ơn rất nhiều. Thôi chị đừng có buồn nữa, cố gắng đưa cháu đi bệnh viện để chữa bệnh cho cháu nha. Cái số tiền 9 triệu đối với người đồng bào nó rất là lớn cả nhà. Họ làm chỉ đủ ăn thôi chứ không có đủ dư, không có dư ra. Nên là mỗi khi mà họ nhận số tiền này nó rất là lớn cả nhà. Đi xuống bệnh viện cũng nhờ mấy đứa nhỏ nó có bảo hiểm rồi nó cũng đỡ tiền. Nếu như mà không có bảo hiểm thì họ không có tiền để chi trả. Thì gà thấy là đa số là những người đồng bào họ ở trên núi á, là họ ăn những cái thứ mà thiên nhiên, những cái đồ thiên nhiên, nên bệnh của họ rất là ít. Nhưng mà mỗi khi mà họ phát bệnh ra thì con người mình mà ai cũng phải có bệnh hết. Nhưng mà mỗi khi họ bệnh thì họ không có tiền để chạy chữa. Nên là cái bệnh nó càng ngày nó càng nặng hơn. Có những người họ không dám đi khám bệnh luôn. Tại vì họ sợ, nó ra bệnh này bệnh kia thì mình không có tiền mình chữa, mình lo, mình sợ. Thì cái tuổi thọ của mình nó sẽ giảm đi nữa. Bây giờ chú đi về nha. Em đi về nha chị nha. Chúc cho gia đình mình thật là nhiều sức khỏe nha. Nhớ đưa cháu đi bệnh viện nha. Nếu như có gì nữa, nếu như mà có chuyện gì đó thì chị hãy liên hệ với em nha. Giờ chú đi về nha. Buổi sáng chú lên chú thăm con, chú mua sữa cho con uống. Bây giờ gà cũng xin khép lại video tại đây nha. Chúc cho tất cả cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong sống của mình nha. Ở nhà đừng có quên bấm cho gà một like và đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi đến tất cả mọi người cùng biết nha. Mình hãy cùng chung tay giúp đỡ những người nghèo ở miền núi. Cái con ve này nó kêu to lắm cả nhà ơi. Nó thấy gà ngồi nói chuyện với cả nhà mình nó vui sao á. Nó kêu quá trời luôn. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình. Bye bye.